đang ăn dở hộp bánh kem, cô gái rùng mình khi được bonus thêm quà tặng kinh dị. Bùi á. Sau nhiều ca phát hiện tóc bình lạ trong đồ ăn, thì mới đây một cô gái lại tiếp tục khiến dân tình xỉu dọc xỉu ngang khi rõ là bánh kem tiramisu nhưng lại được chủ quán bonus thêm nhân thạch sùng. Được biết người này mua hộp bánh kem tại một tiệm bánh ở Triều Khúc, Hà Nội. Khi về nhà mở ra ăn, cô gái cảm thấy rất hài lòng vì bánh ngon ngọt, khẩu vị lại rất vừa miệng nên đã đánh chén hết 2/3. Thế nhưng mọi cảm xúc 5 sao dành cho tiệm đều đã dập tắt khi bất ngờ người này phát hiện chủ quán tặng kèm thêm topping nhân thạch sùng trông vô cùng kinh dị. Cụ thể, từ video quay lại có thể thấy con thạch sùng nằm ngay ở dưới đáy hộp nên phải ăn hết 2/3 thì cô gái mới phát hiện ra. Dường như trong lúc chế biến, con vật này đã chui vào mà chủ quán không hề biết, rồi sau đó được nướng lên cùng phần bánh bông lan nên đã cháy đen. Cuối cùng, chiếc bánh kem tiramisu nhân thạch sùng kinh dị đã được ra đời. Bên dưới video, nhiều thành viên mạng xã hội đã tỏ ra khó chịu trước cách làm vệ sinh của tiệm bánh kem này, bởi bất kỳ ai nếu đặt mình vào trường hợp như cô gái thì đều giác ngộ, rùng mình vì cách mà chủ quán thêm protein cho chiếc bánh ngọt này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.